Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh CNC Madness. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về hai bộ điều khiển độc lập máy CNC được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp. Ở đây là mình đang có hai bộ, là một bản là V2.1 và một bản là V3.1. Về bản V2.1 thì kích thước tổng thể sẽ nhỏ hơn bản V3.1. Về màn hình thì bản V2.1 nó có màn hình là 4,3 inch, còn bản V3.1 sẽ có màn hình là 5 inch. Về các nút bấm thì các nút bấm của bản V2.1 sẽ nhỏ hơn các nút bấm của bản V3.1. Ở bản V3.1 vì là bản nâng cấp của bản V2.1 nên nó sẽ có một số ưu điểm. Ví dụ như là về chip xử lý thì là chip xử lý mới có tốc độ tính toán cao hơn, khả năng lội suy tốt hơn. Về số xung đầu ra thì cao hơn là bản V2.1. Mức tối đa của số đầu xung của bản V3.1 mức cao nhất là 500 kHz. Tiếp theo là về phần mềm thì có một thêm nhiều chức năng, và chức năng nổi bật nhất là chức năng mô phỏng trực tiếp quá trình gia công. Tiếp theo sẽ là mặt sau của hai bộ điều khiển độc lập. Đầu tiên là bản bộ điều khiển bản V2.1 thì sẽ có các cổng kết nối bằng domino. Ở đây là có hai cổng dùng để kết nối với nguồn để cấp cho bộ điều khiển. Cổng này là cổng USB dùng để cắm USB chương trình vào. Trên đây là bảng hướng dẫn kết nối. Đầu tiên là phần input port, tức là phần kết nối với các cổng đầu vào. Phần spinner speed port là kết nối với động cơ trục chính và các động cơ XYZ. Phần MPG port này là phần kết nối với bộ điều khiển tay quay. Còn đối với bản V.3 thì gồm sử dụng kết nối bằng các cổng jack cắm. Ở đây là phần main port đi kèm với một số phụ kiện. Đây là phụ kiện để cắm vào cổng main port, cũng trên là sử dụng các cổng domino, dưới là sử dụng cổng jack cắm để kết nối. Ở đây thì ta sẽ có bản hướng dẫn của kết nối của bản V3.1. Phần main board này là phần gồm các kết nối như là các cổng đầu vào và các spinner là động cơ trục chính và các trục XYZA. Ở phần MPG board này là phần kết nối với các tay quay. Phần USB pin này là phần để cắm USB chương trình vào. Đây là jack cắm kết nối với tay quay. Đây là jack cắm với các nút start, pause, stop. Bây giờ mình sẽ kết nối một trong hai bộ. Hiện tại đây thì mình có là bộ V3.1 đã được kết nối với một nguồn tổ ong. Bây giờ mình sẽ bật bộ V3.1. Đây là giao diện khi mới bắt đầu vào chương trình. Đây là giao diện khi đã bắt đầu vào được chương trình của bộ điều khiển. Đầu tiên là phần ta sẽ reset để có thể chuyển một số các chế độ. Đầu tiên là chế độ tự động, sẽ ấn vào motor để chuyển chế độ. Tiếp là chế độ chạy theo bước, là chế độ bước. Tiếp là chế độ MPG, tức là chế độ dùng để các tay quay điều khiển. Ở đây là các tọa độ XYZ. Ta có thể thay đổi bằng cách ấn vào các nút lên xuống của XYZ.
Tiếp theo là FRU. Ta sẽ tăng và tab để vào. Đầu tiên là FRU, tức là phần trăm chạy giao, tức là hiện hiện tại bây giờ là đang tốc độ chạy giao đang là 3.000, thì ta sẽ ấn vào A trừ và A cộng này để có thể thay đổi phần trăm mỗi lần là 10%. Tức là khi ta đang ở FRO 50%, tức là F này sẽ chạy với tốc độ 50% của 3.000. Tiếp ta sẽ ấn tab vào SRO, tức là tốc độ quay của trục chính. Tốc độ quay của trục chính hiện tại là 100%, là 12.000. Thì ta có thể cũng thay đổi nhờ bằng cách ấn A trừ và hoặc A cộng để thay đổi phần trăm tốc độ cắt, phần trăm tốc độ quay của trục chính. Tiếp theo là tốc độ điều khiển chạy bộ của trục máy, ta cũng có thể thay đổi bằng A cộng và A trừ. Tiếp theo F chính là tốc độ, F chính là lượng cắt, tốc độ cắt, còn S chính là tốc độ quay của trục chính. Còn đây là bảng trạng thái của 15, 19 và 11. Tiếp là ta sẽ vào pass để chuyển sang file pass. Đây là phần khi ta kết nối USB, các chương trình ở đây sẽ hiện. Sau đó ta chọn các chương trình và ấn nút Enter. Tiếp theo là ta sẽ đến phần cài đặt. Ở đây là các cài đặt các thông số như số xung, tốc độ quay của motor và số xung tại trục X, trục Y, trục Z. Tiếp theo là đến phần tung pad. Đầu tiên sẽ là phần hiển thị đèn báo các chân vào và tay quay xem có hoạt động hay không. Khi chạm vào limit với một khoảng cách nhất định thì nó sẽ sáng. Tiếp đây là chế độ mô phỏng khi cắt. Khi bạn có chương trình vào đây thì nó sẽ mô phỏng quá trình cắt. Tiếp theo là ta sẽ chọn cách reset về điểm 0. Thì ta sẽ chọn tọa độ này là tọa độ gốc. Ta sẽ reset nó về điểm 0 bằng cách ta ấn Shift. Sau đó ta ấn Y trừ. Thì nó sẽ reset, nó sẽ nhập tọa độ đấy là tọa độ tại điểm 0, thì tức là nó sẽ nhập tọa độ đấy là tọa độ gốc.